Dạ, kính thưa Phó Giáo sư Lê Thị Tích Lan, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Thì lời đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã cho tôi một cái đề tài rất là hay nhưng mà cũng khá là khó. Và cũng cảm ơn quý đồng nghiệp tới giờ này vẫn còn ngồi ở đây. Thì chúng ta cũng biết là giãn phế quản nó không chỉ là, nó hiện nay nó được gọi là một cái hội chứng chứ không phải là một bệnh. Và nó là hậu quả cuối cùng của rất là nhiều bệnh lý về đường hô hấp. Chúng ta cũng biết như suy tim á, là suy tim là một hậu quả cuối cùng của rất là nhiều bệnh lý tim mạch. Thì ở đây giãn phế quản cũng vậy, nó là hậu quả cuối cùng của nhiều bệnh lý viêm đường thở. Và cũng có một cái là chúng ta thấy là nếu như hen và CBD được chúng ta ưu tiên, hầu như hội thảo nào chúng ta cũng nói tới hen và CBD là một bệnh đường thở. Tuy nhiên giãn phế quản cũng là bệnh đường thở đó, nhưng hình như cũng chưa được quan tâm đúng mức. Và chúng ta cũng thấy là ngày nay, ngày người ta càng với cái sự phát triển của cái y học hiện đại, đặc biệt là những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Ở đây lúc sáng tôi thấy cũng có một số bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, là chúng ta thấy là cái tần suất giãn phế quản đã được phát hiện và được tăng lên. Nghiên cứu của Anh, người ta thấy là từ 2004 cho tới 2014, chỉ có 10 năm thôi, nhưng tần suất giãn phế quản là tăng lên 40%. Và trên thế giới cái tỷ lệ này cũng như vậy. Và trước đây giãn phế quản được gọi là cái vùng là một bệnh mồ côi, nhưng ngày nay trong thực hành lâm sàng rõ ràng chúng ta thấy là bệnh nhân giãn phế quản của chúng ta rất là nhiều. Và cho tới ngày hôm nay những hướng dẫn cũng người ta cũng đưa ra rằng, và người ta cũng nói là hiện nay cũng chưa có một phương pháp nào thực sự hiệu quả mà ngăn cản được sự tiến triển của giãn phế quản. Có nghĩa là giãn phế quản là một vấn đề mà chúng ta cần được quan tâm hơn nữa. Phần trình bày của tôi sẽ có những cái nội dung chính, đó là cơ chế bệnh sinh của giãn phế quản. Tôi cũng xin trình bày ngắn gọn thôi. Và phần thứ hai là khuyến cáo điều trị giãn phế quản. Phần này tôi sẽ tập trung nói về cái hướng dẫn của châu Âu. Ngoài ra chúng ta có những cái hướng dẫn ví dụ của Tây Ban Nha hay là của Hội lồng ngực Anh, nhưng mà tôi sẽ không nói, và cái phần này tôi cũng xin lướt qua. Và cái phần chính của mình là vai trò của mạc cơ viêm trong quản lý giãn phế quản như thế nào. Chúng ta biết là giãn phế quản là một cái chẩn đoán về mặt giải phẫu, về mặt trên CT. Chúng ta biết là bình thường cái đường kính của động mạch của phế quản và động mạch phổi liền kề thì nó nằm, cái tỷ lệ này nó nằm ở khoảng là 0,65 ở người bình thường cho tới 0,7. Trong một số tình huống cái tỷ lệ này nó có thể là trên 1, nhưng ở người bình thường cũng ít, cũng có thể có. Nhưng ví dụ những trường hợp như bệnh nhân có những bệnh lý về động mạch, co mạch vân vân thì làm cái tỷ lệ này có thể trên 1, nhưng mà gặp ít thôi ở người bình thường. Tuy nhiên nếu mà cái tỷ lệ này nó là từ trên 1,5 trở lên, đường kính trong của phế quản chia cho đường kính trong của động mạch phế quản, động mạch phổi liền kề, nếu mà trên 1,5 thì đây là một cái giãn phế quản. Còn cơ chế bệnh sinh thì như thế nào? Đây là một cái mô hình cơ chế bệnh sinh của giãn phế quản. Chúng ta dựa trên mô hình của Cohn á, là một cái vòng xoắn bệnh lý. Chúng ta thấy là chúng ta sẽ có những cái hiện tượng như rối loạn đường thở, những cái hiện tượng đáp ứng viêm, rối loạn những cái bệnh lý về cấu trúc, cũng như là hiện tượng viêm và nhiễm trùng ở đây thể hiện và những cái phần màu khác nhau. Và nó thấy, chúng ta thấy là nó có sự tương tác giữa những cái phần này. Ở đây chúng ta thấy là như viêm, nếu mà đáp ứng viêm thì chúng ta có thể thấy là viêm tăng neutrophil, rồi có thể thâm nhiễm tế bào T, có thể viêm hệ thống hoặc là viêm toàn thân và liên quan tới những bệnh lý về suy giảm miễn dịch. Một cái chuyện nữa đó là những cái rối loạn về đường thở thì chúng ta có thể thấy là những cái vấn đề như rối loạn chức năng biểu mô, những cái tăng tiết nhầy cũng như là rối loạn cái hệ nhung mao, lông mao. Và một vấn đề nữa là cái sự giãn phế quản hoặc thay đổi về mặt cấu trúc, và những cái nhiễm trùng mạn tính, đây là nhiễm trùng mạn tính, cũng như là những cái động lực của vi khuẩn. 3-4 cái hiện tượng này nó có thể liên quan với nhau và nó có thể thúc đẩy cũng như là tương tác lẫn nhau để cho những cái bệnh lý giãn phế quản nó là một cái vòng luẩn quẩn. Và nếu chúng ta điều trị, chúng ta phải can thiệp vào những vấn đề này để giúp cho bệnh nhân thoát khỏi cái vòng xoắn bệnh lý này. Giãn phế quản, như tôi nói hồi nãy, nó là một cái hội chứng lâm sàng nhiều hơn là một bệnh, và rất là nhiều nguyên nhân ở phía sau nó. Và những nguyên nhân này có thể rất là khác nhau, và cái đương nhiên cách tiếp cận của chúng ta cũng rất là khác nhau. Cũng giống như suy tim, suy tim rất là nhiều nguyên nhân,
Và mỗi nguyên nhân đó chúng ta phải có một cái cách tiếp cận điều trị khác nhau. Thì giãn phế quản ở đây cũng vậy. Chúng ta cũng có thể gặp giãn phế quản vô căn, thường là ở tuổi khởi phát, phụ nữ sau mãn kinh, và nó có thể gặp ở mọi hình thái trên X-quang, trên CT. Và vi sinh có thể là Pseudomonas, có thể là Haemophilus influenzae, bất kỳ tác nhân nào hoặc là không có. Sau nhiễm trùng, cái vấn đề sau nhiễm trùng là chúng ta cũng khá là thường gặp trong thực hành lâm sàng. Chúng ta có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi hình thái, và vi sinh thì có thể gặp ở bất kỳ cái loại vi sinh nào hoặc là có thể không có. Bệnh mô liên kết thì chúng ta thấy là thường ở nữ tuổi trung niên, tuy nhiên nó cũng có thể bất kỳ lứa tuổi nào, cũng như là suy giảm miễn dịch. Suy giảm miễn dịch thì chúng ta gặp là suy giảm miễn dịch tiên phát hoặc là thứ phát, hoặc là bệnh viêm phổi, phế quản phổi dị ứng do Aspergillus, thì ở đây chúng ta có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi khởi phát nào. Và giãn phế quản thường là giãn phế quản trung tâm và có thâm nhiễm, và vi sinh thì thường chúng ta có thể gặp là tụ cầu. Còn NTM, tí nữa Phó Giáo sư Phượng sẽ nói chúng ta nghe về cái vấn đề này. Tuổi khởi phát thường là phụ nữ sau mãn kinh, giãn phế quản thủy trên, thủy lưỡi, và có thể dạng Trienbus hoặc là NERS. Rối loạn vận động mà nhung mao hay là lông mao nguyên phát. Rồi bệnh lý CVD chúng ta cũng khá là thường gặp. Và nó cũng có thể là nguyên nhân gây giãn phế quản, và chúng ta có một cái kiểu hình là giãn phế quản CVD, BICO. Rồi bệnh viêm ruột nữa, những bệnh lý về đường ruột, nhiễm trùng viêm đường ruột thì nó cũng có thể gây ra những cái hội chứng cũng như cái tổn thương giống như bệnh lý của phổi. Và bệnh xơ nang nữa, cystic fibrosis, thì ở nước ngoài người ta nói về vấn đề này rất là nhiều. Còn ở Việt Nam thì không biết Phó Giáo sư Giáp hay Phó Giáo sư Cô Tuyết Lan có gặp hay không. Nhưng mà thấy nước ngoài chúng ta thấy là gặp rất là nhiều. Người ta nói về vấn đề này và người ta có những cái hướng dẫn để cho cái nhóm bệnh nhân ở nhóm này. Rồi, giãn phế quản thì trên hình ảnh CT chúng ta cũng phải phân biệt phenotype trên CT như thế nào. Ví dụ chúng ta gặp những cái dạng như giãn phế quản hình trụ, hình ống, giãn phế quản dạng tràng hạt ở cái hình thứ hai. Cái con chuột này nó chạy quá cho nên tôi không dám chỉ luôn. Rất là nhạy và nó chạy. Và một cái là giãn phế quản mà dạng nang. Và nó có thể là ở đỉnh, nó có thể ở thùy dưới. Nó có thể kèm với những cái hiện tượng, ví dụ như là cái nút nhầy hoặc là những cái hình Trienbus. Thì tùy theo cái bệnh lý của chúng ta là gì. Giãn phế quản sau lao. Ở đây tôi thấy là chắc là quý đồng nghiệp của chúng ta cũng rất là thường gặp cái vấn đề này. Giãn phế quản sau lao là một vấn đề khá là thường gặp trong thực hành lâm sàng. Và chúng ta cũng biết là nếu CT X-quang thì có thể nó cái hình ảnh nó không có nhạy bằng CT, và nhiều trường hợp chúng ta phải chụp CT để chúng ta xác định được cái giãn phế quản sau lao. Và nếu mà chúng ta chụp CT thì cái tỷ lệ mà chúng ta phát hiện giãn phế quản tăng lên rất là nhiều. Tôi xin qua phần thứ hai, đó là tôi nói tóm tắt về hướng dẫn của Hội Hô hấp Châu Âu trong điều trị giãn phế quản của người lớn. Thì cái hướng dẫn này mới nhất là 2018. Còn hướng dẫn mới nhất của Hội Hô hấp Châu Âu về giãn phế quản thì mới nhất 2021 là dành cho trẻ em và tuổi vị thành niên. Còn đối với người lớn, cái phiên bản mới nhất của họ cũng là 2018. Thì chúng ta thấy là rõ ràng cái điều trị của họ cũng nhắm vào cái vòng xoắn bệnh lý, bốn cái hiện tượng mà chúng ta gặp. Đó là nhiễm trùng phế quản mạn. Thì trong nhiễm trùng phế quản mạn, thứ nhất là chúng ta phải điều trị kháng sinh dài hạn, có thể uống hoặc là có thể hít. Hoặc chúng ta có thể phải diệt trừ những tác nhân gây bệnh mới, đặc biệt là Pseudomonas. Và chúng ta sử dụng kháng sinh trong đợt cấp. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là viêm. Viêm thì trong điều trị chúng ta phải sử dụng những cái liệu pháp điều trị kháng viêm. Và liệu pháp điều trị kháng viêm ở đây, chủ yếu chúng ta sẽ liệu pháp điều trị kháng viêm nhắm tới viêm neutrophil. Tăng neutrophil á, là chúng ta sử dụng những cái thuốc mà macrolide. Tuy nhiên, cũng có khoảng 20% trường hợp bệnh nhân giãn phế quản chúng ta là viêm do tăng eosinophil. Thì lúc này có vai trò của corticosteroid dạng hít. Một vấn đề nữa là giảm thanh thải nhầy lông. Thì lúc này điều trị của chúng ta phải có những biện pháp, kể cả thuốc cũng như là vật lý trị liệu cho bệnh nhân để điều trị, giảm cái đàm nhầy cho bệnh nhân, cũng như là những cái kỹ thuật thông thoáng đường thở cho người bệnh. Và nếu bệnh nhân có những cái bệnh phổi thay đổi về cấu trúc thì chúng ta sử dụng những cái liệu pháp giãn phế quản, phẫu thuật hoặc là phải phục hồi chức năng phổi.
Thì đây là những cái bước mà trong hướng dẫn của Hội Hô hấp châu Âu người ta cũng đưa cho chúng ta một cái lưu đồ để chúng ta làm sao tiệt trừ được vi sinh vật gây bệnh mới, trong đó nhắm tới là Pseudomonas. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái bước tiếp cận kháng sinh đầu tiên là gì, và sau đó thì thường người ta sẽ để ý tới điều trị kháng sinh dạng khí dung dài hạn cho bệnh nhân, tối thiểu thời gian khoảng là 3 tháng. Thì vấn đề này có lẽ là tôi nghĩ là chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái điều trị kháng sinh dạng khí dung, cũng như chúng ta không có những cái chế phẩm thích hợp cho điều trị kháng sinh dạng khí dung, mà chủ yếu hiện nay các thầy cô của chúng ta chủ yếu là điều trị kháng sinh đường uống. Một vấn đề thứ nữa là chúng ta phải điều trị kháng sinh dài hạn cho bệnh nhân giãn phế quản mà có nhiều đợt cấp, và chúng ta có những cái tác nhân mà nó thường trú thường xuyên và nó có thể là tác nhân gây bệnh cho người bệnh. Và những tác nhân này chúng ta nhắm tới hai hướng. Một là có khả năng là nhiễm Pseudomonas. Cái thứ hai là không nhiễm Pseudomonas thì chúng ta xử lý như thế nào, thì ở trong hướng dẫn của châu Âu, nếu quý đồng nghiệp nào chúng ta quan tâm chúng ta cũng có thể đọc. Và một cái vấn đề nữa là rất là quan trọng là vật lý trị liệu hô hấp. Vật lý trị liệu hô hấp, chúng ta giải quyết những vấn đề về đàm, chúng ta giải quyết những vấn đề bệnh nhân không có dung nạp với gắng sức, cũng như giải quyết vấn đề bệnh nhân suy yếu cơ hô hấp. Thì những cái vật lý trị liệu của chúng ta có thể là bệnh nhân tự tập hoặc có thể với sự trợ giúp của dụng cụ. Đây cũng là một vấn đề rất là hay trong cái vật lý trị liệu của người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân giãn phế quản. Cái phần chính của chúng ta có lẽ là biomarker và tương lai cho điều trị giãn phế quản như thế nào. Thực ra cái vấn đề này tôi ngay từ đầu tôi nói là ban tổ chức đã cho tôi cái đề tài rất là hay, nhưng mà đồng thời cũng rất là khó, bởi vì tài liệu chúng ta không có nhiều, và cũng như những cái chấp thuận để chúng ta sử dụng những cái biomarker đó nó như thế nào, ứng dụng trong bệnh nhân điều trị giãn phế quản như thế nào. Nhưng mà tuy nhiên cái xu hướng của tương lai chúng ta cũng sẽ phải hướng tới vấn đề đó. Ở đây chúng ta cũng thấy là những cái điều trị giãn phế quản trong những cái thử nghiệm lâm sàng đang tiến hành, người ta rất nhiều cái hướng người ta tiếp cận. Ví dụ ở đây những cái bệnh lý mà liên quan tới biểu mô lông chuyển thì chúng ta có sử dụng những cái thuốc, ví dụ như roflumilast, ví dụ như là vitamin D, những cái thông tin rất là mới đúng không ạ? Và nếu bệnh nhân liên quan đến những tế bào viêm thì ở đây chúng ta có những cái bệnh lý mà liên quan tới viêm tăng neutrophil, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc như là những cái thuốc mà ức chế neutrophil elastase. Hoặc là nếu bệnh nhân viêm mà tăng eosinophil thì chúng ta sẽ điều trị những cái thuốc mà hiện nay cũng có nhiều cái nghiên cứu đang tiến hành trên bệnh nhân giãn phế quản, là hướng tới điều trị những cái thuốc mà nó có thể tiếp cận được với cái viêm tăng eosinophil. Ví dụ như benralizumab, mepolizumab là những cái thử nghiệm lâm sàng đang tiến hành và có một số cái kết quả cũng khá là khả quan. Rồi nếu bệnh nhân của chúng ta viêm toàn thân thì như thế nào, sử dụng những kháng viêm toàn thân như thế nào, ví dụ như statin chẳng hạn, thì nó như thế nào? Thì rất là nhiều thông tin để chúng ta có thể đọc và chúng ta có thể tìm hiểu. Rồi nếu chúng ta nói về cái biomarker, đặc biệt là biomarker viêm trong giãn phế quản ở giai đoạn ổn định thì như thế nào? Thì đây chúng ta sẽ thấy là những cái vùng màu xám đậm là những cái vùng mà nó có cái liên quan mạnh đến những cái kết cục về lâm sàng của người bệnh. Và những cái vùng màu xám lợt hơn là nó có liên quan tới cái vấn đề nó không có được đánh giá, hoặc là xám lợt hơn nữa nó là gián tiếp. Thì đây chúng ta thấy là chúng ta có những cái biomarker của đường thở, có nghĩa là chúng ta sử dụng đàm kích thích chẳng hạn, hoặc là những cái biomarker chúng ta lấy đường máu, ví dụ như chúng ta có thể lấy máu bệnh nhân để xét nghiệm. Ở đây nếu mà nói viêm đường thở thì chúng ta có những cái biomarker ví dụ như neutrophil elastase. Neutrophil elastase nó là một cái enzyme do tế bào neutrophil tiết ra, nó thuộc loại protease, và nó cũng ngày nay người ta cũng có nhiều nghiên cứu hướng về hướng này cho những bệnh nhân giãn phế quản. Những cái mặt cơ khác thì hiện nay chúng ta cũng không có thường sử dụng, ví dụ MMP8, MMP9 hoặc là những múc 5AC v.v. Còn nếu mà những cái biomarker ở đường tĩnh mạch, đường máu, huyết thanh thì chúng ta có thể là tiểu cầu, đếm tiểu cầu CRP hoặc procalcitonin hoặc bạch cầu trong máu, hoặc là neutrophil, hoặc là VS.
hoặc là TNF alpha vân vân. Tuy nhiên chúng ta cũng coi cái hình mức độ như thế nào liên quan tới cái độ nặng của bệnh nhân, những cái kết cục lâm sàng của bệnh nhân cũng như là độ nặng, đặc biệt là nhiễm khuẩn, thì chúng ta thấy chỉ có một số những cái biomarker nó đáp ứng được yêu cầu này thôi, chứ không phải tất cả các biomarker nó đều đáp ứng được vấn đề này. Những cái biomarker mà chúng ta thường sử dụng trên lâm sàng đó là CRP và procalcitonin, đúng không ạ? Thì ở bệnh nhân giãn phế quản thì sau khi điều trị bệnh nhân với kháng sinh thì người ta cũng thấy rằng là ở bệnh nhân giãn phế quản có cái sự cải thiện, mà CRP cũng như là procalcitonin có thể là một cái biomarker để chúng ta sử dụng để đánh giá cái trường hợp bệnh nhân có đáp ứng với điều trị của chúng ta hay không, thể hiện qua những cái đường cong Kaplan-Meier ở đây, thể hiện qua những cái vấn đề bệnh nhân, thời gian nằm viện của bệnh nhân như thế nào. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta điều trị mà những cái biomarker này nó giảm là chứng tỏ bệnh nhân, đương nhiên là lâm sàng thì không thể nào chúng ta bỏ được rồi, nhưng mà khi bệnh nhân có đáp ứng về mặt lâm sàng thì đồng thời những cái biomarker này CRP hay procalcitonin nó cũng giảm xuống theo cái điều trị của chúng ta. Ở đây cái fibrinogen cũng là một cái biomarker mà trong cái những vấn đề giãn phế quản người ta cũng có thể sử dụng. Thực ra fibrinogen chúng ta cũng có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể làm xét nghiệm trên lâm sàng của chúng ta cũng rất là dễ. Thì ở đây chúng ta thấy là những bệnh nhân mà có cái đợt cấp thì cái biomarker là fibrinogen nó sẽ cao hơn những bệnh nhân mà có cái fibrinogen nó thấp, và cái sự khác biệt ở đây là có ý nghĩa thống kê, cũng như cái nồng độ fibrinogen giữa hai nhóm, nhóm thấp và nhóm cao. Thì bệnh nhân nếu mà nồng độ fibrinogen thấp thì cái thời gian của bệnh nhân nằm viện cũng như thời gian tiến tới đợt cấp của bệnh nhân nó sẽ chậm hơn, có nghĩa là fibrinogen cao sẽ mau nhập viện hơn là người có nồng độ fibrinogen thấp. Một vấn đề nữa chúng ta có thể dễ dàng đếm, chúng ta có thể dễ dàng làm được trên lâm sàng, đó là cái tỷ lệ neutrophil cũng như là lymphocyte trong máu của bệnh nhân có đợt cấp giãn phế quản so với nhóm chứng. Thì cái này chúng ta thấy rõ ràng là những bệnh nhân mà có nhiều đợt cấp giãn phế quản mà có đợt cấp so với những bệnh nhân mà nhóm chứng khỏe mạnh và không có giãn phế quản, thì cái sự khác biệt giữa tỷ lệ neutrophil cũng như lymphocyte ở bệnh nhân mà có giãn phế quản nó sẽ cao hơn, cái tỷ lệ này nó sẽ cao hơn. Và cùng với đó, cái tỷ lệ neutrophil cũng như lymphocyte nó cũng giúp ích cho chúng ta là ở những bệnh nhân giãn phế quản, nếu bệnh nhân cấy đờm dương tính, dự đoán được bệnh nhân của chúng ta sẽ có nhiễm trùng hay không. Ở đây chúng ta thấy là những bệnh nhân mà cấy đờm âm tính so với những bệnh nhân cấy đờm dương tính thì có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê. Có nghĩa bệnh nhân mà có tỷ lệ neutrophil lymphocyte nó cao thì nằm ở trong nhóm mà có tỷ lệ cấy đờm dương tính cao hơn. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Một vấn đề nữa là tương quan như thế nào giữa tỷ lệ neutrophil trong đờm và chức năng hấp, độ nặng của giãn phế quản. Thì đấy, chúng ta thấy là những bệnh nhân có cái tỷ lệ này nó sẽ tương quan với mức độ nặng thể hiện vào FEV1 của bệnh nhân, thể hiện vào cái điểm BSI là cái chỉ số độ nặng của giãn phế quản. Cái tương quan này là tương quan nếu mà bệnh nhân của chúng ta có cái tỷ lệ này cao thì đồng thời bệnh nhân cũng có cái tỷ lệ giãn phế quản nặng hơn. Và cũng như tương quan với mức độ của bệnh nhân là có đợt cấp, cũng như là bệnh nhân là có cái tháng, cái bệnh nó tiến triển như thế nào. Thì chúng ta thấy là cái nồng độ, cái tỷ lệ neutrophil nó cao trong đờm thì nó liên quan tới chức năng hô hấp sẽ xấu hơn, bệnh nhân sẽ nặng hơn. Một vấn đề nữa là liên quan những neutrophil elastase trong đờm, trong nhiễm trùng đường thở cũng như độ nặng của giãn phế quản. Thì người ta làm, ở đây người ta làm xét nghiệm bằng một cái test, người ta có thể đánh giá được cái neutrophil, cái hoạt tính của neutrophil elastase là một cái protea do tế bào bạch cầu đa nhân tiết ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở những bệnh nhân có nhiễm Pseudomonas, những bệnh nhân có những cái nhiễm trùng phế quản mạn khác với những bệnh nhân không có nhiễm trùng phế quản mạn, thì cái tỷ lệ neutrophil elastase trong đờm sẽ cao hơn ở nhóm bệnh nhân có nhiễm Pseudomonas so với nhóm bệnh nhân không có nhiễm tác nhân nào. Sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê, cũng như các bệnh nhân có mức độ nặng như thế nào. Nếu mà cái tỷ lệ cái neutrophil elastase trong đờm nó cao thì đồng thời bệnh nhân sẽ có mức độ nặng nhiều hơn, cũng như là bệnh nhân có cái chức năng hô hấp dự đoán nó sẽ thấp hơn.
Và một cái vấn đề nữa đó là cái neutrophil elastase trong đờm nó cũng liên quan tới đợt cấp của người bệnh. Ở hai cái giản đồ Kaplan-Meier ở đây chúng ta có thể thấy, nếu mà neutrophil elastase trong đờm của bệnh nhân có hoạt tính mạnh thì người bệnh sẽ mau tiến tới đợt cấp hơn là cái nhóm mà cái tỷ lệ này nó thấp hơn. Một cái vấn đề nữa, hồi nãy tôi nói chủ yếu là tập trung về cái viêm tăng neutrophil. Còn một vấn đề viêm tăng eosinophil thì như thế nào? Trước đây bệnh nhân giãn phế quản chúng ta rất là sợ cái việc sử dụng corticoid dạng hít, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng thấy là tỷ lệ khoảng 20% bệnh nhân của chúng ta là có viêm tăng eosinophil. Và nếu bệnh nhân của chúng ta nằm trong nhóm này thì sẽ là cái đối tượng để chúng ta sử dụng những cái thuốc mà nó có tác động lên viêm tăng eosinophil. Ví dụ là những cái thuốc như kháng interleukin 5, kháng interleukin 5 thụ thể của nó ở bệnh nhân giãn phế quản, và đặc biệt có một tỷ lệ nào đó chúng ta vẫn có thể sử dụng corticosteroid dạng hít ở bệnh nhân giãn phế quản được. Và cái mức độ ở đây người ta sử dụng với cái mức eosinophil trong máu là trên 300 con với điều trị với ban đầu ở cái mức chọn ban đầu, và sau khi được điều trị với những kháng interleukin 5 cũng như là thụ thể của nó thì bệnh nhân của chúng ta đều thấy có đáp ứng về mặt lâm sàng. Để tóm lại trong phần trình bày này, tôi có những ý chính như sau. Thứ nhất là giãn phế quản là một hội chứng lâm sàng và rất là không đồng nhất, và nằm phía dưới đó là rất là nhiều nguyên nhân. Mà điều trị của chúng ta nên xem xét tới kiểu hình cũng như là đặc điểm có thể điều trị được. Như Phó Giáo sư Giáp hôm qua có một bài mà tôi rất là nhớ, cái từ là tất cả bỏ chung một cái rổ thì không có đúng. Có nghĩa chúng ta phải phân tách ra và chúng ta điều trị theo kiểu hình cho người bệnh giãn phế quản. Và quan trọng nhất là nếu chúng ta điều trị theo cơ chế bệnh sinh là cái hướng tiếp cận điều trị trong tương lai của chúng ta, cũng như biomarker nó bước đầu sẽ giúp chúng ta đánh giá được độ nặng, định hướng điều trị cũng như đáp ứng với điều trị. Và một lần nữa tôi cũng mong muốn là chúng ta sẽ có một cái quan tâm hơn nữa tới giãn phế quản, bởi vì nó hơi là thiên vị nếu chúng ta chỉ quan tâm tới hen và CBD. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp.